Khánh Huyền và đầu bếp Trần Thanh Huy xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ẩm thực cuộc sống với đề tài món ăn bài thuốc tốt cho sức khỏe. Và ngày hôm nay món ăn bài thuốc chúng ta sẽ dành tặng cho một khán giả, đó là chị Mỹ Nga. Chị là người đang mắc chứng stress trầm cảm sau khi sanh. Và có lẽ trước khi giúp cho chị tìm một món ăn phù hợp với lại tình trạng bệnh của mình thì Khánh Huyền muốn làm cầu nối để cho chị gặp gỡ cùng với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn để giúp cho chị có được những cái sự tư vấn đúng với căn bệnh của mình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin chào chị Mỹ Nga. Dạ, em chào chị Khánh Huyền. Tình trạng sức khỏe của chị dạo này thế nào ạ? Như em đã chia sẻ với bác sĩ là sau khi em sinh con và bắt đầu đi làm lại thì em cảm giác rất là lo lắng. Vì nào mà lo lắng cho công việc, rồi lo cho con nữa. Cho nên thời gian gần đây em có một vài triệu chứng như là chán ăn, mất ngủ thường xuyên, ăn cảm giác không được ngon và giống như là khó tiêu. Cái suy nghĩ của em hay thường bị kém, nó bị giảm, bị suy giảm so với lúc trước rất là nhiều. Thưa tiến sĩ bác sĩ, với trường hợp của chị Mỹ Nga thì bác sĩ thấy sao ạ? Vâng, chào chị Khánh Huyền. Thật sự ra với cái tình trạng của chị Nga sau khi thăm khám xong thì tôi thấy là chị Nga bị rơi vào trong một cái tình trạng là bị lo lắng, mà người Tây y người ta gọi đó là stress. Riêng đối với Đông y thì gọi đây là cái tình trạng là do tâm tỳ của chị Nga bị hư, có nghĩa là bắt đầu bị suy yếu sau khi chị Nga lo lắng quá nhiều. Thì với tình trạng này thì chị Nga có thể, thứ nhất là chị Nga kết hợp với lại tập luyện thể dục mỗi ngày. Cái thứ hai là chị Nga có thể là điều tiết lại cái chế độ sinh hoạt cũng như làm việc của mình. Và cái quan trọng hơn nữa là chị Nga nên sử dụng một số bài thuốc để nó cải tạo lại cái tâm tỳ theo người Đông y. Thì như vậy nó sẽ làm cho cái tình trạng sức khỏe của chị Nga sẽ tốt hơn. Dạ thưa bác sĩ, nhà bác sĩ có thể tư vấn giúp em cái bài thuốc nào để cải thiện tình trạng sức khỏe của em hiện nay không ạ? Với tình trạng của chị Nga đó thì có thể sử dụng cái bài thuốc người ta gọi là bài thuốc quy tỳ. Thì trong bài thuốc này nó có những cái vị nó sẽ làm cho cải thiện cái tâm tỳ của mình, có nghĩa là làm cho chị Nga sẽ cảm thấy thoải mái hơn và ăn uống tốt hơn. Thì trong bài thuốc quy tỳ nó có những cái vị, ví dụ như chị có thể sử dụng là đẳng sâm 12g, huỳnh kỳ 12g, bạch truật 12g, đương quy 12g và phục thần 12g. Bên cạnh đó mình sẽ gia thêm cái là mộc hương 6g, và viễn trí 6g và long nhãn 6g. Vậy thì với cái bài thuốc này thì em nên nấu như thế nào cho đúng cách thưa bác sĩ? Tất cả các vị thuốc này khi được cân rồi á thì người ta gọi đó là một thang thuốc. Chị Nga sẽ đổ vào trong một cái siêu bằng đất, xong chị Nga đổ nước vào cho đến khi ngập hết toàn bộ cái dược liệu đó, và chị Nga đưa lên đun sôi, cho sôi lên. Sau khi sôi xong thì chị Nga sẽ vặn cái lửa nhỏ lại, riu riu cho đến khi chị Nga chế ra chỉ còn khoảng nửa chén thôi. Và như vậy chị Nga sẽ uống trong ngày. Bên cạnh đó thì chị Nga có thể chế biến cái bài thuốc này thành một cái món ăn cho mình. Để chế biến thành một cái món ăn thì chắc là sẽ nhờ anh Thanh Huy hướng dẫn cho chị Nga cái cách chế biến cái bài thuốc này kết hợp với thịt bò cũng như là hạt sen và củ sen thành một món ăn cho chị Nga. Vâng, và việc còn lại rất là quan trọng đó anh Huy, đấy là phần của anh. Anh sẽ hướng dẫn cho chị Nga cách nấu món ăn này và đặc biệt là để cho Huyền thưởng thức, Huyền đang chờ đợi đây. Như vậy là chúng ta phải tuân thủ những cái thành phần thuốc bắc mà bác sĩ Sơn vừa mới tư vấn. Bên cạnh đó thì để cho món ăn ngon hơn, tôi sẽ sử dụng củ sen, hạt sen và thịt bò để mình hầm ra một món súp rất là ngon. Thấy cái thành phần nguyên liệu đã thấy món ăn này rất là bổ dưỡng rồi đúng không anh Huy? Vậy thì chúng ta sẽ coi công thức là gồm những cái thành phần thuốc bắc như thế nào nhé. Dạ. Để chế biến món súp này thì chúng ta cần có những thành phần như sau. Thứ nhất là thịt bò phi lê, thứ hai là củ sen, thứ ba là hạt sen. Tiếp theo là những thành phần thuốc bắc thì chúng ta nên mua những loại sau đây: đẳng sâm 12g, bạch truật 12g, hoàng kỳ 12g, viễn trí 6g, phục thần 12g, long nhãn 6g, đương quy 12g và cuối cùng là mộc hương 6g. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái công đoạn là chế biến món ăn này. Toàn bộ cái loại thuốc bắc chúng ta sẽ cho vào nồi nấu chung với nước. Chúng ta có thể nấu chung với khoảng 2 chén nước ha. Rồi mở lửa lên. Trong thời gian mà chúng ta nấu cái vị thuốc bắc cho nó ra cái vị đó thì lúc này mình sơ chế những thành phần còn lại. Hạt sen quý vị mua về thì chúng ta sẽ rửa sạch, ngâm qua nước, và nếu được thì chúng ta sẽ luộc cho nó gần mềm để khi mà nấu thì nó sẽ nhanh hơn. Củ sen thì chúng ta
cắt những cái khoanh như thế này. Dạ. Sau đó chúng ta ngâm vào nước để cho nó sạch cái bùn mà còn dính sót lại ở bên trong củ sen ha. Còn cái phần thịt bò thì mình phải sắt sao anh? Thịt bò này thì chúng ta chọn thịt bò phi lê và chúng ta sắt cái khối vuông nhỏ nhỏ khoảng giống như mình làm lúc lắc phần, vậy đó, giống như mình làm nhỏ nhỏ như vậy được rồi. Với một khẩu phần ăn thì bao nhiêu đây là đủ rồi ha. Chúng ta sử dụng khoảng 50g đến 100g thôi. Sau khi mà chị Mỹ Nga hầm các loại thuốc bắc này, chúng ta hầm cho nó ra cái vị khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó chúng ta sẽ lược cái thành phần thuốc bắc này qua một cái nồi khác để chúng ta nấu súp. Rồi, vậy thì tắt lửa bên đây, lấy một cái lược với một cái vá để mình cho qua cái nồi bên đây mình nấu. Đúng là khi mà mình đun lên thì cái phần nước nó còn lại một nửa ha. Bây giờ tôi sẽ cho hạt sen vào. Rồi, tiếp theo là củ sen. Củ sen thì chúng ta nấu cũng rất là mau, bởi vì bản thân củ sen ăn giòn giòn thì nó sẽ ngon hơn. Tuy nhiên nếu mà một số người thích ăn mềm thì nấu hơi lâu một chút xíu cũng được. Như vậy thì chúng ta để cho nó sôi lại ha. Nó sôi lại cho thịt bò vô, lúc đó chúng ta nêm là có thể cho ra chén để thưởng thức rồi. Nhân tiện vừa rồi nghe bác sĩ Sơn có tư vấn một số gia vị cũng như nguyên liệu mình chế biến món ăn giảm stress cho chị Mỹ Nga thì tôi thấy món ăn ngày hôm nay thì không những là giảm stress cho những phụ nữ vừa mới sinh như chị Mỹ Nga mà một số người khi mà làm việc ở những cái công sở với cái áp lực công việc nó rất là nhiều thì cũng có thể mình chế biến món này mình ăn. Cũng giống như là chị Khánh Huyền thì chắc là nhiều show quá cũng đôi khi cũng stress, do đó chúc mình ăn coi có giảm stress không ha. Dạ, lát nữa là Huyền sẽ là người được thưởng thức cái món ăn này và Huyền sẽ biết là cái công dụng của nó tốt hay là không tốt ngay lập tức đúng không anh? Dạ, bây giờ thì cái súp của chúng ta đã sôi lên rồi. Dạ. Chúng ta sẽ cho cái bò phi lê này vô luôn. Chính vì là cái hạt sen mình đã nấu sẵn cho nên là cũng rất là nhanh chín. Chúng ta sẽ nêm gia vị ha. Hạt nêm. Rồi, chút xíu muối. Để cho sôi lại một chút xíu là thịt bò vừa chín tới là có thể ra cái chén. Đây, Huyền đã chuẩn bị sẵn cho anh một cái tô rất là đẹp mắt. Món ăn là căn bản đã hoàn tất rồi. Rất thơm vị thuốc bắc. Dặn một chút xíu muối nữa là đủ rồi. Rất là ngon. Mời Huyền. Dạ. Cái nước rất là thơm đúng không anh? Thực ra đầu tiên á, trước khi Huyền được thưởng thức cái món ăn này thì Huyền hơi sợ là cái thuốc bắc nó sẽ làm cho mình cảm thấy khó ăn cái món ăn này. Nhưng mà khi mà Huyền đã ăn rồi thì Huyền thấy cái nồng độ thuốc bắc rất là vừa phải và cái vị ngọt của nó rất là thơm, ngon. Có thể là từ thịt bò nó cũng tạo cái vị ngọt cho món ăn, từ hạt sen nó cũng tăng thêm cái độ ngon cho món ăn và cả ngó sen nữa. Và chị Mỹ Nga thân mến, Huyền tin là chị đã chứng kiến anh Huy làm món ăn này. Thì đây là một món ăn không hề khó làm một chút nào và theo cảm nhận của Huyền lại còn rất là ngon miệng nữa. Chị hãy yên tâm nha. Còn bây giờ cho phép Khánh Huyền được hỏi ý kiến của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn. Chị cảm nhận thế nào về món ăn này ạ? Vâng, cái món ăn vừa rồi mà anh Thanh Huy có giới thiệu về cách chế biến á, thì nó rất là tốt. Vì thứ nhất là anh Thanh Huy đã nấu được cái tất cả các cái thành phần của các dược liệu thành một cái nước. Và sau đó anh Huy hầm với lại thịt bò và hạt sen cũng như củ sen. Như vậy mà khi chị Nga sử dụng cái này là thứ nhất là rất là ngon miệng, cái thứ hai lại tốt cho sức khỏe. Vì trong thịt bò thì nó cung cấp cho chúng ta các cái protein, như vậy nó sẽ là tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Ngoài ra thì trong các cái bài thuốc nó có đảng sâm, bạch truật, huỳnh kỳ cũng như đương quy. Đây là những bài thuốc, những vị thuốc mà nó có tác dụng kiện tỳ hay gọi là kích thích tiêu hóa và có tác dụng là bổ máu. Như vậy sẽ làm cho da dẻ của chị Nga hồng hào hơn và chị Nga sẽ thấy người mình nó cảm thấy thoải mái hơn. Bên cạnh đó thì kết hợp với lại phục thần, viễn trí và long nhãn, đây là những vị thuốc mà có tác dụng là bổ cho tâm và có hạt sen cũng như là củ sen. Thì như vậy sẽ làm cho cái tình trạng của chị Nga sẽ thoải mái hơn và chị Nga sẽ ngủ tốt hơn cũng như cái tình trạng hồi hộp của chị Nga sẽ giảm dần. Vâng, thế còn cảm giác của chị Mỹ Nga thì sao?
Với món ăn này thì theo em á, nó sẽ dễ hơn là khi mình phải sắc thuốc. Tại vì thường cái vị thuốc nó sẽ khó hơn là một cái món ăn. Với lại em thấy chị Khánh Huyền đã thử rồi thì em cũng yên tâm hơn khi sử dụng món ăn này. Dạ thưa, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn anh Thanh Huy đã tư vấn cho em một cái món ăn rất là dễ để cải thiện tình trạng sức khỏe của em hiện nay. Và hôm nay qua phần tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn và sự hướng dẫn nấu ăn của anh Thanh Huy thì Huyền tin là chị Mỹ Nga có thể tự tin vào bếp nấu món ăn này và giúp cho bệnh tình của mình chóng thuyên giảm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Còn bây giờ Khánh Huyền và đầu bếp Thanh Huy xin chào tạm biệt quý vị.